mượn. Mượn của ông Thái này là nó mượn này. Hỏi con á? À, rồi mẹ cái thằng đấy chắc là lần đấy nó chưa có người làm, về sau nó hỏi vậy thôi, bây giờ có người làm giỏi thì nó đấy mượn ở đâu. Ý là cái đợt đấy xong về sau chắc là nó không có người nó mới mượn, nó hỏi vậy. Giờ nó mượn người khác rồi. Đang được nó mượn rồi.